ở dãy Trường Sơn huyền thoại tỉnh Quảng Nam, được thiên nhiên ưu đãi với gần 500.000 hecta rừng tự nhiên, ẩn giấu nhiều sản vật, kỳ hoa dị thảo quý hiếm. Cùng với đó là những tộc người Cơ Tu, Ca Dông, Xê Đăng sinh sống rải rác trên địa bàn thuộc các huyện Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My đều có lịch sử gắn bó lâu đời với rừng. Ngày ấy, bộ đội ta sau mỗi trận tập kích các cứ điểm địch, có chiến sĩ bị thương đều trở về các buôn làng Xê Đăng và được bà con chữa trị chăm sóc bởi những bài thuốc thần bí nhưng hiệu quả rất cao. Cứ thế, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ của quân ta dần khỏe mạnh, vượt ải tử thần để trở lại chiến trường. Đến năm 1973, một đoàn công tác do dược sĩ Đào Kim Long đến vùng núi Ngọc Linh và phát hiện ra loài sâm hoàn toàn mới, chưa từng được công bố với mật danh là sâm K5, khu 5. Cũng từ đây, loài sâm Vua Ngọc Linh, một trong năm loài sâm quý nhất thế giới, được khai phá và trở thành bảo vật riêng của nước ta. Sau khi mà có định hướng về phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu dưới tán rừng, cái phương thức sản xuất nhân dân thay đổi rất là cơ bản. Bây giờ họ không dùng những cái rải cũ để mà đốt phá, mà bây giờ họ cũng là trồng lại rừng, phục hồi giữ rừng để phục hồi lại để, rừng. Để thứ nhất là những cái rừng mà khu rừng sản xuất đó thì họ sẽ sản xuất các loại dược liệu. Còn tuyệt đối là họ không bao giờ tác động đến những cây rừng của tự nhiên. Thì đó họ rất giữ rất là kỹ. Đối với là thực hiện cái định hướng phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu ấy, đối với là nhân dân bãi xã mà vùng quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh thì trong các năm qua nó phát triển khá toàn diện, đặc biệt nhất là cái tỷ lệ hộ nghèo nó giảm rất là nhanh và đời sống của người dân, đời sống bị văn hóa vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rất. Và đối với Nam Trà My thì thường có thông tin là có một cái làng tỷ phú á, thì đó là những cái khu là những người dân mà họ trồng sâm, bây giờ nhà cửa là nhà tầng xây rất là khang trang và các phương tiện sử dụng trong gia đình rất là đầy đủ tiện nghi, đảm bảo cuộc sống của họ nó phát triển và nó vươn lên rất là nhanh. Nhiều thập niên trở về trước, tại những cánh rừng vùng Trung Bộ, cánh phù rừng ở khắp nơi đổ đến săn lùng các loài dược liệu thân gỗ cực kỳ quý hiếm để lấy dầu. Loài cây này có tên gọi chung là trầm hương, nhưng phân theo nhiều nhánh với giá trị khác nhau, trong đó kỳ nam là hạng 1, hạng 2 là trầm hương. Theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Toàn, 65 tuổi, ở xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Bình Định, người có thâm niên 26 năm nuôi và kinh doanh trầm hương. Thời kỳ đỉnh cao nhất của trầm hương là vào những năm cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Lúc ấy ở miền Trung, giới săn trầm chia ra làm hai cánh. Phía Bắc miền Trung chuyên săn trầm hương, trầm sống và trầm rục, còn cánh Nam Trung Bộ thì chuyên săn kỳ nam. Để giữ gìn thương hiệu trầm Việt, ông Nguyễn Hữu Toàn đã trồng khoảng 20.000 cây trầm với khu vườn 13 hectare. Trong đó có 2.000 cây trầm có tuổi 20 đến 30 năm, chất lượng dầu rất tốt, mỗi ký có thể bán với giá trên 20 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông Toàn còn thành lập công ty riêng để chuyên kinh doanh, mua bán trầm ở 17 tỉnh thành cả nước để xuất khẩu. Thị trường hiện tại mà công ty đang xuất khẩu là gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và các nước cộng đồng Ả Rập. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang phấn đấu xây dựng thành thủ phủ sâm lớn nhất cả nước, với diện tích quy hoạch vùng nguyên liệu 16.000 hectare. Hiện tỉnh đang triển khai 10.000 hectare với sự tham gia của 20 doanh nghiệp cùng cộng đồng cư dân bản địa. Dự kiến, đến năm 2045, tỉnh sẽ đầu tư 1.800 tỷ đồng để phát triển vùng nguyên liệu sâm và dược liệu, trong đó dành 1.000 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Thì rất là may là được Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho phép là tỉnh Quảng Nam là trung tâm dược liệu của miền Trung và Tây Nguyên. Thực tế thì ở Quảng Nam thì có hơn 832 loài dược liệu rất là quý từ dưới biển lên tới vùng núi. Và chúng tôi đã được sự đồng hành của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và các nhà tư vấn sẽ tư vấn ra một cái đề án phát triển công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam. Khả năng trong năm 2003 sẽ được phê duyệt của tỉnh Quảng Nam.